Thưa quý vị, những năm gần đây, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thành phố Đồng Xoài đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Trường chú trọng đổi mới về công tác quản lý, phương pháp dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên và đạt kết quả tốt. Trong năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du có điểm trung bình tốt nghiệp xếp thứ 15 trên 36 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, tăng 12 bậc so với năm trước. Các em học sinh cũng như giáo viên trong trường rất năng nổ, tích cực tham gia nhiều cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động và đạt thành tích cao. Với chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và môi trường học tập, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du ngày càng có những chuyển biến tích cực. Em thấy trường đã đột phá rất nhiều về mọi mặt, như là cơ sở vật chất, giáo viên và cũng là cải thiện được cái ý thức của các bạn học sinh. Hiện tại thì em rất thích ở trường về những vì điểm là trường có rất nhiều cây xanh, cây cối, mang lại cảm giác mát mẻ cho học sinh và cơ sở vật chất hiện nay đang được cải tạo hơn. Điều em hài lòng nhất ở ngôi trường đang học đó chính là lối sống và cách học hành thực sự rất là thoải mái, cũng như là làm cho bọn em cảm thấy như là ngôi nhà thứ hai, bọn em có thể yên tâm và học được ạ. Chất lượng đội ngũ rất là tốt và đảm bảo được cái chương trình giảng dạy giáo dục hiện nay, đó là chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đặc biệt là nhà trường không những chỉ vì trang bị cho các con có những cái kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống mà còn trang bị cho các con rất là nhiều các cái kỹ năng sống để mà sau này để tiếp bước cho các con, hành trang cho các con để sau này các con trở thành một những người công dân có ích cho xã hội. Bên cạnh những kết quả trên, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du còn giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, đạt chuẩn quốc gia chu kỳ 2 giai đoạn 2023-2028. Kết quả này cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của cả tập thể nhà trường trong công tác giáo dục. Với những kết quả đã đạt được, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đang thể hiện quyết tâm và có những đột phá mới. Thứ nhất, là trường sẽ tập trung toàn lực để tiếp tục nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn của nhà trường. Và cái thứ hai là tập trung tăng cường cái giáo dục kỹ năng lối sống, đạo đức cũng như kỹ năng mềm, đảm bảo cho học sinh đủ các cái điều kiện khi ra ngoài xã hội. Nhà trường sẽ đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số, tăng cường cái công tác truyền thông tất cả các cái vấn đề trong lĩnh vực giáo dục đến toàn thể phụ huynh học sinh và toàn xã hội được biết. Hy vọng rằng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du sẽ đạt được những mục tiêu đề ra, tạo được nhiều dấu ấn, xây dựng thương hiệu, từ đó khẳng định hơn nữa vị thế của mình để sánh vai cùng với các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh nói riêng cũng như cả nước nói chung.